Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quả cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc vong thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được.
Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uống lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên, chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ, đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi, thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý, thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó. Và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có 3 chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý.
trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó. Hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời,
một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là, một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng,
cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phước quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước quả vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Phật dạy, cứ sống lương thiện, phước lành tự nhiên tới. Có một cách để đo cái phước của mình. Mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu, thì chưa đủ phước để thành tựu. Người nào mà cứ kiên trì sống tốt, nhẫn nại tạo phúc, huân tập đạo đức vài năm, rồi thì tự nhiên sẽ thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn, mọi việc nó hanh thông hơn, cái gì cũng được sắp xếp ổn thỏa, không cần mình quá nhọc công, toan tính nữa, và nhất là tình cảm của mọi người dành cho mình ngày càng nhiều, tâm thì sáng hơn, hiểu biết nhiều hơn. Ngược lại, người nào quyết liệt làm ác, sống tề bạc, không giữ giới hạnh thì bắt đầu xui rủi kéo tới, xui kỳ cục, gia tới dấp lui, đụng gì cũng bể đổ, làm gì cũng không thành, tính gì cũng trật nấy, rất bức bách trong cuộc sống và tâm không yên và dần dần cô độc bất tài. Người có phước đức mới có thể sống. Có những dấu hiệu khó thấy, khó hiểu là sao? Người có phúc lớn lên rồi thì tự nhiên có duyên phước, gặp được những người có tâm, có đức, đến hỗ trợ và giúp mình vượt lên thân phận tầm thường mà trước đây mình không có. Tự nhiên khuôn mặt mình nó khác rất nhiều so với vài năm trước. Tự nhiên cảnh vật, mọi người quanh mình tốt dần lên mà mình không ngờ. Và đặc biệt là cái phước như ý túc bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn. Như ý túc có nghĩa là muốn gì được nấy. Ngày trước còn khó khăn, muốn mua một bộ đồ phải dắt óc, nhịn ăn mới mua được. Ngày nay, muốn mua là thoải mái mua. Ngày trước, tâm cứ mong cầu khát khao, được này được kia, nhưng thấy rất xa xôi và đều thất bại. Bây giờ, tâm rất nhẹ nhàng, nghĩ thoáng thoáng về mục đích nào đó, tức là nghĩ vừa với cái phước của mình, thì tự nhiên điều đó thành tựu. Như mình muốn có xe, thì tự nhiên có duyên phước có xe mới. Mình muốn có smartphone mới để làm việc, dù lúc đó không đủ tiền, nhưng duyên phước sắp xếp mình vẫn có một chiếc smartphone đúng như ý mình. Mình muốn có thêm cơ hội tạo phúc, thì cơ hội mở ra sờ sờ trước mắt. Một trong các dấu hiệu của phước là đúng ý mình. Người phước nhiều thì nhiều việc đúng ý mình, giống với mình nghĩ. Người phước ít thì nghĩ một đằng mà thực tế là một nẻo. Muốn làm điều này nhưng thật ra chỉ được điều kia. Chư thiên ở các cõi trời càng cao chừng nào thì phước như ý túc càng lớn chừng đó. Do các vị từ lúc ở thế gian là người rất rộng rãi, bao dung và dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sinh, nhưng là nhu cầu chân chính nha. Thích hành thiện, tích đức, không cho bỏ bất kỳ việc thiện nào, ham thích phụng sự,
ham thích bố thí, ham thích cúng dường. Có một cách để đo cái phước của mình nữa là mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thản nhiên thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, mù mờ hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Như có một người, sau một thời gian dài tận tụy cống hiến cho doanh nghiệp, tự nhiên xuất hiện cảm giác hình như mình sắp lên chức. Người ấy ráng chối bỏ cái ý nghĩ đó đi vì sợ là kiêu mạn, nhưng nó cứ nhẹ nhàng hiện ra trong tâm như thật, và chẳng bao lâu người ấy lên chức thật. Có người thì lười tạo phúc, lười làm việc, nhưng cứ hoang tưởng đến một ngày mình sẽ làm đại gia. Càng nghĩ càng điên loạn, càng nghĩ thì càng thất bại, vì trong cái hoang tưởng đó có cái kiêu mạn nữa. Người có phước đức thực sự là người như thế nào? Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Người có phước đức thường được hiểu là những người có dung mạo đoan chánh, xinh đẹp. Những người này có sự giàu sang quyền quý và sở hữu nhiều tài sản, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ít tai nạn, bệnh tật. Một số lại có địa vị xã hội cao quý và được mọi người quý trọng. Thật ra, đây chỉ là một chuỗi nhân quả của nhiều sự việc, hành vi, suy nghĩ và việc làm của người đó trong nhiều đời. Nếu xem đây là người có phước đức thì cũng chưa thực sự toàn diện và đúng đắn. Có lần Đức Phật cùng các vị tỳ kheo đi ngang qua một khu trang trại rộng lớn, thấy một ông chủ trại giàu có, khổ não, đau buồn vì bị mất những con bò. Đức Phật dạy: các ông có phước đức hơn ông chủ trại giàu có kia, bởi vì các ông chẳng sở hữu gì cả, chẳng có trói buộc gì cả. Còn ông nhà giàu kia luôn có đủ thứ để lo lắng, phiền muộn. Cuộc sống bình an chính là phước đức lâu bền nhất. Người có phước đức, Bồ Tát trợ giúp, chư thiên hộ vệ và chư Phật hộ niệm không phải là người không bao giờ gặp các tai nạn, khổ não và phiền muộn, mà những người này vẫn gặp các rắc rối, khổ não và đau buồn ở cuộc đời như những người bình thường khác. Nhưng có một cái khác biệt là thông qua những cái khổ như vậy, những người có phước đức thì họ giác ngộ, họ vượt qua được và có được sự hiểu biết đúng đắn, tức là có được chánh kiến. Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Bề ngoài tuy có sự khác biệt về tài sản, về vật chất, về địa vị xã hội, nhưng những thứ đó đều không thực sự quan trọng. Điều cốt yếu ở đây là tùy mỗi hoàn cảnh mà người sống, người có phước đức thì mỗi mỗi đều là có sự giác ngộ về hoàn cảnh, cuộc sống của chính mình. Phước đức ở đây chính là trí tuệ, để có thể thấu cảm và nhìn ra được sự thật ở trong chính cuộc đời của mình, và từ đó mà tăng trưởng thiện căn, phước lành và trí tuệ, hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau phiền muộn, hạnh phúc và sướng vui. Cúi đầu xin mười phương Phật Pháp Tăng chứng minh cho phần phước này có được, xin nguyện sẽ là nhân duyên cho con và tất cả chúng sanh đời đời được sống trong hiểu biết và thương yêu. Bốn loại phước đức. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có. Không có điểm nào là đáng phàn nàn, trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối, ông cứ rầu rầu nét mặt. Nhưng nhờ thiện căn đời trước, nên một hôm, liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Đó là, thứ nhất,
vợ ông sinh được một cậu con trai kháo khỉnh, xinh xắn, không ai bì kịp. Thứ hai, trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng, đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khỏe mạnh. Thứ ba, ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức tước. Thứ tư, những chiếc tàu buôn ông gửi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến, thành công mỹ mãn. Vị trưởng giả hoan hỷ vô cùng. Ông nghĩ rằng đó là do chư thiên ban phúc cho mình, nên phải tập hợp gia tộc lại, làm một bữa tiệc cổ cao lương mỹ vị cúng tế, tạ ơn lòng tốt của chư thiên. Lúc ấy đương nhiên, rất nhiều thiên dương cùng bát bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không, thấy vị trưởng giả phúc đức đầy đủ như thế, đều âm thầm tán thán. Đức Phật Thích Ca cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà trưởng giả để nói kệ các tường. Phúc đức trổ mạnh mẽ, niềm vui tới một lúc do phúc đức đời trước, nay đến lúc thành thục. Âm Duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của Đức Phật Thích Ca, mừng rỡ chạy ra ngoài cửa cung kính lễ bái mà nói: Ngài là vị xuất gia được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất, phúc tuệ song toàn nên độ hóa được chúng sinh trong cả 10 phương thế giới. Hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn nên Ngài tới đây mà tán dương, lòng tôi thật vô cùng cảm kích. Nói xong, bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng loại thượng hảo hạng ra cúng dường Đức Phật. Đức Phật tiếp nhận rồi bèn chú nguyện cho ông và còn từ bi khai thị rằng: Trên thế gian này, ngay trong bản thể của tiền tài vốn đã bị 5 loại tai nạn nguy hiểm chi phối, nhưng người ta không biết cái đạo lý này nên cứ mong cầu, không chịu biết đủ, tính toán chi ly, đến khi chết đồng xu nhỏ cũng không mang theo được. Tiền tài như thế chỉ đem lại sự phiền não cho chúng ta mà thôi. Hôm nay nếu trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường, thì sau này phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông. Trưởng giả nói: 5 tai nạn nguy hiểm ấy là gì? Đức Phật trả lời: Thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào. Thứ hai là đề phòng nạn bão lụt không kịp. Thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự. Thứ tư là sinh con bất hiếu, tiêu phí khánh tận gia sản. Thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số 5 nạn trên, bất cứ tai nạn nào xảy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay. Thí dụ, nếu có một người phạm tội với quan quyền, thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu, mà còn có thể bị giam cầm trong lao tù, cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng. Lúc ấy, người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ được tài sản cho được an toàn đây? Lại nói, kiếp trước có một người đã từng bố thí 7 lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là điều vô cùng hối hận, tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm chí thành, nên sau đó người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản 7 lần. Trưởng giả nghe thế, sinh tâm chí thành, bố thí một cách quan hỷ. Đức Phật nói xong cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ Xà Quật. Đồng một lúc ấy có một vị ngoại đạo tên là Bất Lăng Ca Diếp. Nghe nói Đức Phật chỉ thuyết có một câu kệ cát tường mà được vô số thảm nhung trắng, bèn sinh tâm ganh tị, tìm cách bắt chước làm thử. Nhưng ông không biết nói kệ nên đến xin Đức Phật dạy cho. Đức Phật biết trước trưởng giả Âm Duyệt trong tương lai sẽ mất hết tài sản lẫn phúc đức trong cùng một lúc, nên dùng lời khéo léo để khuyên can ngoại đạo. Nhưng người này cho rằng Đức Phật không chịu dạy cho mình, nên cứ theo kèo này năn nỉ mãi. Đức Phật có đại thần thông, thấy nhân duyên kiếp trước của Bất Lăng Ca Diếp, biết nghiệp chướng không thể tránh được, nên nói với đại chúng tại chỗ rằng: Tội không tránh được,
có nợ phải trả. Rồi ngài nói lên 4 câu kệ cát tường dạy cho Bất Lan Ca Diếp. Không lâu sau, trưởng giả Âm Duyệt đã mất hết tài sản trong một trận quả thiêu. Rất nhiều ngựa con cũng chết cháy trong cùng một lúc. Đứa con trai quý bất hạnh yểu mệnh. Đồng thời có người ganh ghét xàm tấu ông với vua, nên bao nhiêu chức vị được phong thưởng ngày nào đều bị tước lại. Chưa hết, những con tàu của ông gửi đi kiếm kho tàng đều bị bão tố lật úp, và cả vốn lẫn lời đều chìm sâu trong biển cả. Đúng lúc ấy, Bất Lan Ca Diếp hồ hởi, phấn khởi đến trước nhà trưởng giả, mạnh miệng đọc to lên những câu kệ cát tường. Trưởng giả đang phiền não, không có chỗ để phát tiết, đột nhiên nghe những câu kệ cát tường, ngỡ rằng Bất Lan Ca Diếp cố ý chọc tức mình, nổi giận mặt mày đổi từ trắng ra xanh, bất chấp hết thảy, thuận tay tóm lấy cây gậy dựng ngay bên cánh cửa, đánh Bất Lan Ca Diếp một trận túi bụi. Đáng thương cho Bất Lan Ca Diếp, trong thoáng chốc bị đòn đánh thân, cả người bầm tím mang đầy thương tích, bò lê bò càng đau đớn trở về nhà. Nhưng tuy vậy vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ ngỡ rằng tại Đức Phật không chịu dạy kệ cho rõ ràng. Lúc ấy Đức Phật đang ở vườn trúc La Dược Tri thuyết pháp. Ngài nói với đại chúng rằng: Bất Lan Ca Diếp hôm trước tới đây đòi ta dạy cho kệ cát tường, ta khuyên can mà không nghe, hôm nay lại đằng đó bị đả thương rồi. A Nan hỏi Đức Phật: Bất Lan Ca Diếp làm gì trưởng giả kia có nhân duyên gì với nhau mà bị quả báo ấy? Đức Phật nói: đó là tại có một nhân duyên rất lâu xa về trước. Thời ấy có một ông vua tên là Âm Duyệt. Một hôm vua đang ngủ trưa thì có một con chim anh vũ bay lên trên mái cung đình mà hót. Tiếng hót nghe rất cảm động. Vua nghe nó hót vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bèn hỏi người xung quanh rằng: đó là loài chim gì, sao nó hót nghe cảm động đến thế? Người xung quanh đáp: có một con chim kỳ diệu mới bay tới hót trên mái cung đình. Vua nghe thế, sai rất nhiều người đi lùng kiếm nó ở khắp mọi nơi, lùng mãi cuối cùng cũng bắt được. Vua vui mừng không kể xiết, bèn dùng ngọc châu cơ, thủy tinh lưu ly, trân châu san hô, anh lạc vân vân, rất nhiều châu báu như thế làm lòng cho nó ở. Từ sáng đến tối giữ nó mãi bên mình không chịu lìa xa. Về sau có một con chim khác tên là Mộc Điểu, thấy thế bèn hỏi chim anh vũ rằng: làm sao mà bạn được sung sướng tột cùng như thế? Anh vũ đáp: tôi tình cờ hót chơi giải buồn trên mái cung đình, vua nghe được cho rằng nghe cảm động nên sủng ái tôi như thế. Chim mộc ganh tức nói: tôi có thể hót hay hơn bạn. Lúc vua sắp ngủ trưa, chim mộc bèn bay trước cung đình hót rầm rĩ. Vua giật mình tỉnh giấc, rỡn tóc gáy, nổi giận hỏi người xung quanh: tiếng gì nghe rùng rợn đến thế? Người xung quanh đáp: đó là con chim mộc đang hót trước cửa. Vua chưa nguôi giận, lập tức ra lệnh bắt nó, giặt lông và đánh cho một trận rồi mới thả về. Chim mộc bò ngã bò nghiêng trở về tổ. Có rất nhiều chim khác thấy tình trạng của nó như thế thì kinh hoàng hỏi nguyên do. Chim mộc không những không chịu nhận sự thật mà còn quán trách chim anh vũ, mà nói với đồng loại rằng: tại con chim anh vũ tôi mới ra nông nổi này. Đức Phật ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: âm thanh hay có thể đem lại phúc đức, âm thanh dở thì đem đến tai họa. Chim mộc tự làm hại lấy mình mà còn giận lây chim anh vũ. Vị vua thời ấy chính là trưởng giả Âm Duyệt ngày nay. Chim mộc là Bất Lan Ca Diếp trong quá khứ đã ganh tị với chim anh vũ nên bị đánh đập đau đớn, kiếp này cũng lại ganh tức với Phật, cũng lại bị nặng gậy gộc. Chính vì cái tâm ganh tị thiêu đốt mà không chịu hối cải. A Nan hỏi Đức Phật: trưởng giả Âm Duyệt đời trước làm công đức gì mà lại được 4 loại phúc báo, và tại sao bây giờ phúc đức ấy
lại bị tiêu mất? Đức Phật trả lời: trong đời trước, lúc còn trẻ, Âm Duyệt tin phụng Phật Pháp, chí thành cúng dường thánh chúng, nguyện xin cho được giàu có. Quả nhiên về sau, được như nguyện. Nhưng khi cưới vợ rồi thì bất hạnh, đâm ra đam mê tử sắc, khinh mạng tam bảo. Đã thế còn không có tâm từ bi, không gieo trồng thiện căn. Vì thế, phúc báo của ông ta tan đi như bóng trăng đáy nước, hoa đốm trong không, biến mất trong nháy mắt. Sau đó thật đáng thương, sẽ bị vô hạn thống khổ bức bách, chịu tận cùng khổ báo, rồi mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Phật dạy, khi gặp chuyện bất trắc thì nên làm bốn điều sau. Phước lành không mời mà đến. Kính thưa quý vị, thực sự có ai đó trên thế giới này có thể sống một cuộc sống êm đềm mà không gặp trở ngại và đau khổ hay không? Khi gặp chuyện không như ý thì chúng ta nên làm gì? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Thứ nhất là không tức giận khi phải đối mặt với sự cố. Khi gặp chuyện không như ý thì nên làm gì? Không tức giận hay than phiền là một loại tu luyện. Như bạn biết đấy, con người ta sẽ luôn gặp những điều không vui trong cuộc sống hoặc gặp phải những người khó ưa. Nhưng một số người trở nên cáu kỉnh và bồn chồn khi họ gặp phải điều gì đó chưa vừa ý, rồi đổ dồn sự nóng nảy bực tức lên đồ vật hoặc những người xung quanh. Điều này thật khá trẻ con. Mất bình tĩnh không giải quyết được vấn đề nào hết, mà chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Phản ứng đầu tiên của một người khôn ngoan khi đối mặt với sự cố thực sự không phải là phàn nàn hay nổi nóng, mà là bình tĩnh và tìm hiểu xem có gì không ổn, sự việc ra sao. Hãy tìm hiểu kỹ vấn đề và sau đó nghĩ ra các biện pháp đối phó để giải quyết nó thay vì nổi máu điên lên. Câu chuyện về sự tức giận sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm phần nào. Chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng đang lái xe về nhà, thì người vợ vô tình điều khiển xe tông vào trụ cứu hỏa, khiến cho xe bị lật và cả hai đều bị thương. Trong lúc người chồng còn đang bàng hoàng, anh ta thấy vợ vẫn ổn, nên anh ta vẫn tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh, yêu cầu chụp ảnh chung với vợ để ghi lại khoảnh khắc này. Thử nghĩ xem, nếu thay vào đó là một người chồng mất bình tĩnh khi gặp khó khăn, lập tức đổ lỗi cho vợ không lái xe tốt, lại còn tranh lái ngay từ đầu, thậm chí còn cãi nhau, rồi hỏi em có biết lái xe không, thì có giải quyết được chuyện gì hay không? Tất nhiên là không. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nóng giận không có ích lợi gì hết. Đừng thỏa mãn cơn bực tức của mình bằng cách chăm chăm đổ lỗi cho người khác mà không nghĩ đến hậu quả về sau. Thay vì nổi cáu, chửi bới thì bình tĩnh, hít thở sâu, bạn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ như lông hồng. Trong cuộc sống của người lớn, có một loại tu luyện gọi là không nổi nóng khi có chuyện. Không nóng giận, nhìn thấu đáo, suy nghĩ thoáng và buông bỏ là một kỹ năng và một khuôn mẫu sống đẹp. Trước những khó khăn khác nhau trong cuộc sống này, hãy học cách kiềm tính khí, không nóng giận, chấn chỉnh tâm lý, lạc quan đối mặt với mọi thứ để sống một cuộc đời hạnh phúc. Thứ hai là khi gặp phải những thay đổi đột ngột, không hoảng hốt. Không phải cuộc đời ai cũng thuận buồm xuôi gió. Khi gặp phải những biến động, khả năng thích ứng của một người ở mức độ lớn sẽ quyết định thành quả của người đó. Vào thời nhà Tống, có một người đàn ông sinh ra bốn người con trai. Để kiểm tra xem con trai nào xứng đáng với chức tể tướng, ông chỉ thị cho cô hầu gái cố tình đập vỡ một viên ngọc bích quý ở sân nơi bốn đứa trẻ chơi đùa. Chứng kiến toàn bộ quá trình đập ngọc, ba trong số bốn người con vội chạy về báo với người vợ một tiếng. Chỉ có người con thứ tư là đứng đó nhìn làm như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, người cha liền hỏi: ngọc đã vỡ rồi sao con không hoảng hốt
hay về báo với ta? Chàng trai bình tĩnh đáp, thưa cha, viên ngọc cũng đã dở rồi, vậy con lo lắng hay hoảng hốt thì có ích lợi gì chứ? Nó đâu thể lành lại như cũ. Một người khi biến cố lớn mà giữ được tâm tĩnh sẽ không ngạc nhiên khi mọi việc xảy ra. Đó là một sự khoan dung hiếm có. Đúng như hoàng đế của hai triều đại cuối đời nhà Thanh đã nói, từ xa xưa, các bậc hiền triết càng gặp nhiều biến cố kinh thiên động địa thì họ lại càng bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên họ cực kỳ giỏi và cứng rắn. Như lời người xưa nói, khi núi Thái Sơn sụp xuống trước mặt, sắc mặt không thay đổi. Khi sông Hoàng Hà lên tới đỉnh, mặt không hoảng sợ. Khi gặp phải những thay đổi trong cuộc sống, bạn phải học cách bình tĩnh, đối phó với nó, không hoảng sợ trước những thay đổi. Từ từ tu dưỡng một trái tim vững vàng thì mới sớm thoát khỏi nguy nan. Thứ ba, bị vu khống nhưng không cần tranh luận hay phản bác. Khi gặp chuyện không như ý thì ta nên làm gì? Nhất là khi bị người khác buộc tội hoặc vu khống một cách vô lý, không nên tranh luận hay phản bác lại đối phương. Sống trong thế giới trần tục, dù bạn là ai đi chăng nữa, sống tốt đến mức nào, bạn cũng sẽ bị người khác chỉ trích đàm tiếu và thỉnh thoảng sẽ bị người khác chế giễu, đồn thổi và vu khống. Nếu đối diện với những lời vu khống, vu cáo này, nếu không giải thích, không phản bác thì lòng người không xao động. Sau khi một vị tướng thời xưa dẹp yên cuộc nổi loạn của nhà vua, ngày càng có nhiều người vu khống và bàn tán về ông. Một số thì ghen tị với quyền lực của ông, trong khi những người khác không bằng lòng với những lời dạy của ông. Nhưng vị tướng vẫn không quan tâm đến điều này. Anh ta chỉ toàn tâm tu luyện tâm tính của bản thân, cố gắng hết sức để kế thừa ý niệm thuận theo lương tâm. Con người tự tu thân là thứ phẩm chất quý giá nhất. Nếu thực sự là hiền nhân, cho dù người khác có đến vu oan cho mình thì cũng bình tĩnh, vì dù ai nói ngã nói nghiêng cũng không gây tổn hại gì cho mình hay cho người cả. Làm vậy chẳng khác nào mây che mặt trời. Nhưng dù mây có che hết mặt trời thì sớm muộn cũng sẽ tan đi. Ánh mặt trời vẫn ló dạng và rực rỡ như bản chất vốn có của nó. Khi có tin đồn và vu khống, bạn không cần phải vất vả thanh minh, chỉ cần bạn sống lương thiện, công tâm, người tung ra tin đồn sai sự thật sẽ tự chuốc họa vào thân. Một người thực sự tu luyện, ngay cả khi đối mặt với những lời vu khống từ người khác, họ cũng vô cùng lịch thiệp. Họ sẽ đối mặt với những lời vu khống với một tâm thái bình tĩnh, chứ không hề hoảng sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Thứ tư, gặp khó nhưng không đánh mất trái tim trong sạch. Đường đời có những con đường êm đềm, cũng sẽ có những trũng thấp, chứ không hề êm đềm như trong những cuốn sách ngôn tình vẫn thường kể cho chúng ta nghe. Một người quá suôn sẻ thường không phải là điều tốt, sống hưởng thụ coi chừng là họa. Một khi gặp thất bại thì thường bị choáng ngợp. Còn những người đã trải qua sương gió, băng giá, mưa tuyết thì xem khó khăn là chuyện nhỏ như con kiến. Đó là trái tim của một người được thử nghiệm sương gió của cuộc sống. Trái tim của một người chỉ sau khi trải qua thất vọng, đau khổ và đấu tranh, người đó mới có thể trở nên mạnh mẽ, dứt khoát, có chính kiến của mình, dũng cảm tiến lên trong những hoàn cảnh khó khăn, không bị cuộc đời làm cho choáng váng và biết tự tìm lối thoát, không đánh mất lương tâm của mình. Khi một người có một trái tim mạnh mẽ, người đó có thể đưa cuộc đời mình vươn lên trong nghịch cảnh, bước ra một con đường khác thường và vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Chỉ khi bạn có một trái tim mạnh mẽ thì mới không phàn nàn về bản thân và không bỏ cuộc. Thái độ quyết định tất cả. Khi cuộc sống càng không như ý, bạn càng nên nạp năng lượng tích cực vào trái tim mình. Không nên suy sụp, nản chí
và luôn động viên bản thân. Khi con người không suôn sẻ, thường có quá nhiều bực bội trong lòng, thậm chí còn có cảm giác là không thể níu kéo. Nhưng lúc này phải chịu đựng và kiên trì. Chúng ta phải có niềm tin chiến thắng trong cuộc sống, để trái tim tràn đầy năng lượng tích cực. Để trái tim tràn đầy ánh nắng và chính nghĩa, thì chúng ta sẽ mang lại may mắn cho bản thân, giúp cuộc sống trôi qua suôn sẻ hơn. Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất. Sư tỷ Khoan Kim từ sau khi thoát khỏi nạn quả tai càng cung kính tin Phật, niệm Phật hơn, và gặp ai cũng tuyên dương sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Nhưng người con thứ ba đã đến tuổi đi lính, phải phục vụ trong quân đội 3 năm. Cuộc sống của bà liền trở thành vấn đề khó xử, không biết như thế nào mới tốt đây. Sư tỷ liền khẩn thiết van cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rất là cung kính rằng: tín nữ Khoan Kim xưa kia ngu si, không biết về nhân quả báo ứng, đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, cho nên tai nạn khổ nguy trùng trùng. Hiện nay được nghe chánh pháp, rất cảm tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ con được sống bình an qua ngày. Nhưng giờ đây cầu xin Phật Bồ Tát giúp cho con một việc. Xin giúp con tìm được một việc làm có tiền lương cao một chút, do vì hiện nay tiền lương ở nhà máy giày dép cao su một ngày chỉ có 5 đồng. Con trai của con sắp vào lính 3 năm, cuộc sống ngày 3 bữa trong 3 năm này của con sẽ phải khó khăn. Đệ tử tự biết đây là một yêu cầu gần như vô lý với Phật Bồ Tát, nhưng vì tín nữ đã hơn 50 tuổi, lại không biết chữ, tự mình đi tìm việc rất khó. Dám xin Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, tìm cách giúp con giải quyết vấn đề sinh sống trong 3 năm này. Sư tỷ sớm tối đều cầu xin như thế. Quán Thế Âm Bồ Tát thật là linh nghiệm vô cùng, không phụ sự cầu xin của người chí thành. Có một đêm, sư tỷ bỗng nhiên nằm mộng thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi nói với bà: Khoan Kim, bà muốn có một công việc tốt, sáng mai lúc cầm hộp cơm đi làm phải đi đường nhỏ, không được đi đường lớn, sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bà. Nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm ra cửa, nhớ lại cảnh trong mộng đêm trước, nửa tin nửa ngờ. Nguyên là mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều đi theo đường lớn, như hôm nay đổi hướng đi đường nhỏ thử xem. Đi được nửa đường thì ở bên bờ tường của một ngôi nhà cao cấp có một cô gái cười cười đến hỏi bà: Bà tên là Khoan Kim, muốn đi đến hãng giày dép cao su làm phải không? Bà vội vàng đáp phải, nhưng trong lòng lại rất lấy làm lạ. Cô gái làm sao lại biết rõ thế? Cô gái lại nói: Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi sáng sớm kêu tôi đợi bà ở đây. Ông ta mời bà vào trong đó, có chuyện muốn nói với bà. Sư tỷ Khoan Kim lúc đó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đi theo cô gái vào trong. Ông chủ tịch hội đồng quản trị hỏi bà một cách rất thân tình: Bà tên là Khoan Kim, con trai bà sắp vào lính 3 năm, cho nên bà muốn tìm một chỗ làm có lương tương đối khá phải không? Bà liền đáp phải. Ông chủ tịch lại nói: Nhà máy của chúng tôi có một cô nhân viên tạp vụ chuyên lo về công việc nấu nước pha trà, nhưng cô này lại để móng tay quá dài, lại sơn đỏ chót, cho nên bình trà, chung trà, mâm đều rất dơ. Tại cô ta sợ gãy móng tay, cho nên rửa cái gì cũng không sạch. Bây giờ cần đổi người khác, chỉ cần hàng ngày rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng, cuối năm lại thử một tháng lương nữa. Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng, nói: Cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, có lòng tốt giúp đỡ. Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ nơi làm việc mỗi ngày 5 đồng chuyển vào nơi tiền lương mỗi tháng 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ, nhưng trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có, cho nên trong xưởng có một số viên chức mắt nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng: Thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thật không hay chút nào. Có người còn nói xen vào: Thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi
tôi ngày mai lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi đến thay thế cho. Ông chủ tịch vội vàng nói, không được không được, việc này xin các anh tha cho. Do gì tôi đã hứa với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, Bồ Tát kêu tôi giúp bà ta 3 năm. Lúc đó mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại, liền hỏi ông ta, Bồ Tát làm thế nào ước hẹn với ông, bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chứ? Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng, bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi là cũng không có quen biết bà. Không tin thì các người hỏi bà ta xem, lập tức có thể chứng minh. Do vì cái đêm trước mà bà ta lại làm, tôi chiêm bao, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô ta nói với tôi, cô là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân đến nhờ tôi. Do vì có một tín nữ lớn tuổi, rất thành khẩn với Phật Pháp. Con trai của bà ta sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó, nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn. Lúc bấy giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng, vì lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, làm sao đây? Cô gái đó lại nói, lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai, trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà của ông. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đó ngoài cửa là được rồi. Nói đến đây thì cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người, thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mầm cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Hồi lúc trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang. Ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế? Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói, từ hôm đó sau khi ông chủ tịch giải quyết chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời không còn người nào nói ra nói vào gì nữa. Chuyện kể tới đây, tôi liền hỏi sư tỷ, ông chủ tịch đó là ai, tên họ là gì? Sư tỷ nói, ông ta họ Trương tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên. Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ 2 của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được.